Hi, xin chào tất cả các bạn, mình là Nhân BB. Chào mừng các bạn đã đến với cái video tiếp theo của mình khi mình chơi game Blood vs Zombie 2 em nha. Ok các bạn ơi, thì hiện tại hành trình chơi game Blood vs Zombie 2 của mình thì nó hơi gian lan vất vả anh em ạ. Hiện tại thì mình đã chơi được một nửa cái map âm nhạc rồi anh em nha. Và nói chung là mình, anh em hãy ủng hộ like, đăng ký kênh đi, để mình sẽ đến cái con boss nhanh hơn, sớm hơn nha. Và mình sẽ phá đảo cái map âm nhạc này, tiến đến một cái map tiếp theo anh em nha. Ok các bạn ơi, và tôi không nói ninh tinh liên thuyền nữa. Cảm ơn tất cả anh em đã ủng hộ mình. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chiến tiếp nha các bạn nha. Ok. Ok các bạn ơi, hiện tại mình đã chơi qua cái màn 16 anh em ạ. Và bây giờ đã đến cái màn 17. Qua được cái màn 17 này thì mình sẽ có được củ tỏi anh em ơi. Trời ơi, củ tỏi, không biết là zombie tỏi hay là nhân tỏi đây anh em ơi. Sợ thực sự luôn. Rồi, màn này là có thanh niên đầu đội mũ sắt ra đây nói là biết là khó đấy anh em ạ. Ô, trận này lạ kỳ nhảy sân đó. À, nó có con zombie mới anh em ơi, zombie đội mũ phớt à. Trời ơi, con này nhìn trông như một con zombie ý. Rồi ok anh em bình tĩnh nhá. Tôi đang sử dụng những cái chiến thuật đây. Nó không có zombie âm nhạc à. Con zombie mới này chắc là nguy hiểm gấp mấy lần mấy con zombie kia anh ạ. Zombie kia anh em ạ. Anh em cứ để tôi nha, tôi khử đi nó nha. Thằng này mới đang ở level 1 anh em ạ. Sóng nhạc đi. Nó mang cái thanh niên 50 này đi không anh em. Ôi, tôi chưa có một blast nào này. Có mỗi blast sóng nhạc, ăn thua thế nào đây anh em ơi. Không à, phải mang cái củ này đi, mang cái củ khoai tây này đi. Bỏ cái làm chậm đi anh em. Bỏ một cái làm chậm đi thôi. Mang một cái blast đi nữa anh em ạ. Từ đó tôi đang tính toán xem nên mang cái blast nào đi. Ba đầu anh em nha, khô máu luôn. Ok, let's go. 1, 2, 3, let's go. Chiến thôi. Con blast mới không biết nó có lợi hại không anh em ơi. Mình chưa biết cái con blast mới nó nguy hiểm tới cái mức độ nào. Hy vọng anh em hãy bình luận bên dưới cho tôi biết nha. Mấy màn tiếp theo có con blast nó nguy hiểm, anh em hãy bình luận bên dưới cho tôi biết nha các bạn nha. Trời ơi, cho tình hình căng quá anh em ơi. Sao zombie nó xuất hiện nhanh lắm anh em ạ. Rồi, đặt con sóng nhạc ở đây. Ui nó. Rung đi, rung cho nó hỏng người đây. Thiếu tiền anh em ơi, thiếu tiền. Rồi, con mũ sắt nó đã xuất hiện rồi. Ghê thế nhỉ anh dài ơi. Chồng đã tính sao. Ghê thế nhỉ anh dài ơi. Kìa, nhanh. Cây ơi, mau nở tiền đi. Sao cây mau lâu nở tiền thế nhỉ. Trời ơi, cây mau lâu nở tiền quá cây ạ. Cây lâu nở tiền quá cây ơi. Cây bình tĩnh em nha, kệ nó. Con mũ sắt này không dễ chơi với nó đâu anh em ơi. Đấy. Ôi thôi, ngu thế nhỉ. Chặn được con zombie này đã. Xem con zombie này nó có cái tác dụng gì mà nguy hiểm không. Nó có đáng sợ không em ơi. Tôi thấy nó cũng bình thường mà. Nó chưa có gì đáng sợ mấy anh em ạ. Mất cái ná này triệu hồn nó về anh em ạ. Cứ bình tĩnh em nha, tôi đang chơi rất bình tĩnh đấy em ạ. Anh câu giờ một zombie anh em ơi. Giời ơi, không câu được rồi, bọn nó tấn công luôn rồi anh em ơi. Nhạc lên là nó bắt đầu chơi rồi anh em ạ. Cái gì đây? Nhạc lên được một lần. Nổi nhạc lên luôn anh em ạ. Nào, mấy con đợn này nghĩ chúng mày bơi vào ra. Mình nghĩ các bạn có thể bơi vào đây á. Chết mẹ rồi anh em ơi. Toang rồi, hay quá. Không sao anh em ơi. Có chức ná anh em ơi. Có chức ná nhưng mà hết tiền rồi anh em ơi. Sử dụng chức ná ngay, nhanh lên, dặm nó. Ui, con này trâu thế nhỉ. Ui, con lợn này trâu quá anh em ạ. Cứ bình tĩnh nha mấy con lợn này. Đừng nghĩ các mình có thể ăn được anh. Ơ kìa, sao nó có thể bơi được vào tới đây nhỉ. Á đủ, con zombie kia tôi thấy bắt đầu ghét nó rồi đây anh em ạ. Bom, cần có bom anh em ơi. Thiếu bom anh em ơi. Á đủ, loạn hết lên anh em ạ. Chiến thuật của tôi đang bị loạn hết lên rồi. Bây giờ trong anh nó có thằng zombie âm nhạc này đâu. Mà sao bây giờ nó lại có zombie âm nhạc này. Triệu hồn mà nó về đã, đứng hết lại. Mất hết blast rồi anh em ạ. Ơ đúng rồi, nó không xuất hiện thằng zombie nhảy đấy mà. Bây giờ nó lại xuất hiện anh em ạ. Nó lừa mình em ơi. Này thì lừa này. Lừa anh à. Các chú lừa anh à. Người thì lừa anh này. Này thì lừa anh này. Các chú tự anh dễ ăn á. Giờ vẫn vắt. Ô kìa. Mẹ, đúng lúc nó gặp được blast của mình. Chết đi mấy con đợn này. Ui, còn nó chơi ăn trầu lắm, bình tĩnh em nha. Chưa nói nên được điều gì đâu, tôi chưa thua anh em nha. Tôi đang xây dựng này một đội quân blast khác em ạ. Chưa có tiền mà xây blast ban đầu các anh em ạ. Rồi, xong.
Ơi ngoài mình nhìn không thấy cái thằng Blast nhảy nhảy đấy anh em ạ. Vậy mà bây giờ nó lại xuất hiện cái Blast đấy. Nào mình hơi bất ngờ anh em nha. Nhưng mà thôi không sao, mọi chuyện đâu sẽ có đó anh em, không phải lo. Chúng mày cứ đến đây, mày ngon mày cứ đến đây. Đội hình của mình đang hơi bị rời rạc một tí anh em ạ. Nhưng mà không sao anh em nha. Triệu hồn nó về đã. Đừng động vào Blast của anh. Anh em mà nhìn tôi anh em thấy chưa? Cay nhỉ, cay thế nhỉ. Nằm có bom nhé các baby, hút nó, đặt thêm nhiều sóng âm hơn thôi anh em ạ. Ôi thôi toang nào. Ôi thôi toang, ôi thằng này chưa bị toang anh em ạ. Sóng âm rồi, dã nó. Win anh em nhá. Tưởng tin bạn thế nào, bình thường thôi anh em ơi. Bình thường thôi. Con này vẫn còn nhảy nhót à. Đây, của bạn đây. Và nó không biết nó tổng tấn công chưa nhỉ anh em nhỉ. Rồi, win anh em nhá. Trời ơi, win mà tôi cảm giác tôi bị toang quá anh em ạ. Nó toang hoàng đây. Nó gặp hết zombie của mình. Không có một chiến thuật gì để chơi con này luôn. Củ tỏi 50 anh em nhá. Nó có cho test củ tỏi không nhỉ? Không có biết chơi thế nào được. Mà đan mới đúng không anh em? Nó phải cho test cái củ tỏi này mới ngon chứ, mới biết được cái củ tỏi này nó có tác dụng như nào chứ đúng không? Tôi không biết, có một số anh em biết rồi thì không nói gì. Không cho test luôn đấy. À đây có cho test rồi, bắt buộc mang củ tỏi anh em ạ. Củ tỏi đi là độc anh em, củ tỏi là độc thôi, nó cũng giống mấy cái độc khác thôi anh em ơi. Cứ bình tĩnh nha. Lại cái thằng cầm mic đây. Mấy con nợn này, bố mày nhịn mày lâu lắm rồi đấy. Đây mang hẳn Blast 200 mà đi luôn. Đã không chơi thì tôi chơi là phải chất anh em nha. Đã không chơi thì tôi chơi là phải chất luôn. Thiếu cái này nữa. Không có Blast sóng nhạc à? Đúng không? Chơi vậy thì không có Blast sóng nhạc anh em ạ. Mở một ô nha. Ui mở một ô 2000 tiền à? Thôi. Vậy thì thôi, không mở nữa. Không có Blast sóng nhạc anh em nha. Bơi vào đây, bơi hết vào đây đi. Không có cái Blast mà đội cái tai nghe ấy thì mình cứ tạm gọi là sóng nhạc đi. Anh em đừng cười mình nha. Zombie xuất hiện nhanh đấy nhỉ. Sao một phát nó xuất hiện hai con luôn á. Ghê thật đấy. Test thử một con xem nào anh em nha. Đủ. Nó ăn vào xong nó nhảy đi à? Sao anh em? Sao vậy nhỉ? Ôi nó ăn xong nó nhảy đi á? Ấy nó không ăn được nó sẽ như nào tôi chưa hiểu lắm anh em. Thật sự tôi vẫn chưa hiểu chiến thuật này nó sẽ như thế nào anh em ơi. Vô lý nhỉ. Quá vô lý hư cấu luôn. Thằng kia lại xuất hiện anh em ạ. Lại mất 75 triệu hồi của nó về rồi. À hình như là nó không ăn được sao ấy. Nó không ăn được mấy cái củ sao ấy. Nó không ăn được củ tỏi. Nó sẽ phải nhảy chỗ khác xem thằng này nó ăn được không anh em nhá. Để xem mà thằng này nó ăn được không. Thằng này nó gặm nó không ăn được. Nó sẽ nhảy xuống anh em ạ. Ui củ tỏi nó chả có tác dụng gì anh em ạ. Củ tỏi để những chỗ này thì hợp lý này. Này thì đá Blast quanh này. Chú tuổi gì chú ơi. Nó lại xuất hiện. Quỳnh nó đi xong. Rồi. Giờ bắt đầu là đặt những cái Blast này quan trọng vào đây. Thực ra tôi tìm được cách chơi cái con Blast hành này nó ngon này anh em ạ. Hay đấy, cách này hay đấy anh em ạ. Anh em chờ tí nha, đây. Đây. Nó đang hơi bị loạn chiến thuật một tí anh em ạ. Nhưng mà kiểu gì tôi cũng win anh em cứ bình tĩnh nha. Đi về hết nào mấy đứa. Rồi xong.
cho chúng nó ăn hết tỏi. Ôi, cái thằng kia nó múa hết Black của mình anh em ạ. Bố chúng mày nữa. Ơ kìa, à nó ui con này nó đẩy được mấy con Black nó đi xa hơn anh em ạ. Rồi mày xong rồi con ạ. Mày xong rồi, đẩy Black đi nhanh hơn à. Đẩy Black đi nhanh hơn với anh à. Gọi hết cả team của mi ra đây nhá. Ăn đây, ngon lắm đây, ăn đây. Ăn tỏi đi. Ăn tỏi này. Không có ăn tỏi nữa các bạn ạ, mà nó vẫn thua sấp mặt rồi. Quá dễ. Quá dễ anh em ơi. Quá easy luôn. Một khe. Xong. Hai khe. Xong. Thằng này có cần khéo anh em. Mày cho nó tặng nó quả bom nha. Đòm. Hết phin. Hai màn này quá dễ dàng đối với mình anh em ạ. Mình cứ tưởng là bây giờ nó càng ngày càng khó hơn, nhưng bây giờ nó cứ dễ quá. Đấy, mình mang cái bờ đát đậu xanh để cho zombie ăn đậu xanh lại ngon anh em ạ. Ok các bạn ơi, thế là hôm nay mình đã vượt qua cái màn 18 và cái màn 19 rồi anh em ạ. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem video của mình nha các bạn nha. Các bạn hãy cho mình xin một like và một lượt đăng ký kênh nha, để giúp mình có động lực phá đảo cái game này anh em nha. Về sau nó sẽ có rất nhiều những thứ hay ho mà chúng ta sẽ được xem nha. Ok các bạn, và các bạn đừng quên nhấn vào chuông thông báo nha. Khi nào mình có video mới các bạn có thể xem được luôn. Ok, hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo của Nhân BB. Chào anh em nha.